Trong đám cưới của bố mình và mẹ kế, cô gái này hiên ngang bước lên sân khấu, xô ngã cô dâu còn hất đổ chiếc bánh cưới chưa kịp cắt để phản đối bố mình cưới người phụ nữ này. Bố cô không ngần ngại mà tát cô một cái còn kêu bảo vệ lôi cô ra ngoài. Chào các bạn, dạo này cuộc đời tôi yên bình quá nên muốn giới thiệu với các bạn một bộ phim sóng gió gia tộc Thái Lẻn vô cùng thú vị đây. Gia tộc Zula Babbojizak là một gia tộc giàu có điều hành tập đoàn JBB giàu có. Nhưng trong một vụ tai nạn máy bay, trụ cột của gia tộc cũng là chủ tịch tập đoàn, ông Tana Bob qua đời, để lại đế chế lớn mạnh vô chủ cùng một người mẹ kế và ba đứa con. Cùng đi trên chuyến bay hôm ấy có cô con gái lớn Metin may mắn sống sót sau một tháng hôn mê. Vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, nghe tin bố mất, chủ tịch mới của tập đoàn lại là người mẹ kế kết xa ra thì sốc đến co giật, phải nhờ bác sĩ tiêm thuốc an thần để ổn định lại. Ông Tana Bob có ba đứa con, cô con gái lớn Metin cao ngạo, không ưa người mẹ kế kết xa ra này, luôn cho rằng chính bà ta âm mưu giết hại bố mình để ngồi lên ghế chủ tịch. Cô Hai Cam lúc nào cũng cắm mặt vào máy chơi điện tử, không có bất kỳ tham vọng lớn nào nhưng vợ anh ta, Dung Trai luôn muốn chồng mình trở thành người thừa kế. Cuối cùng là cậu Út Wazu, cũng là người thân với dì kết nhất, sau khi du học anh thì trở về, hiện đang ở lại giúp đỡ mẹ kế việc công ty. Kết vừa lên nhận chức không bao lâu thì Park Son, người yêu cũ của cô tìm đến. Kết và Park Son từng hứa hẹn với nhau, sẽ cùng ở bên nhau nhưng tham vọng của cô thì quá lớn, luôn muốn bay lên cao để không ai có thể coi thường được nữa. Park từng có một tương lai tươi sáng cho đến khi anh chịu tội thay Kết, tự nhận mình là hung thủ giết bố Kết. Nhưng bây giờ nhìn cô đã bay lên cao lại muốn rũ bỏ anh, Park hạ quyết tâm nếu không thể cùng lên cao thì cũng sẽ kéo cô cùng ngã xuống. Tối đó, Wazu nghe tin đến viện thăm chị mình thì Metin đã ngủ từ lâu, vợ chồng Cam để Wazu trông chị ấy rồi về nghỉ trước. Ngày hôm sau, Wazu tỉnh lại thì Metin đã biến mất, cô chạy thẳng đến công ty, đến phòng họp cổ đông yêu cầu được bỏ phiếu bầu lại. Metin tự tin trong tay mình có cổ phần của bố nhưng theo luật, bà Kết Sa Ra mới là người được hưởng phần đó. Metin còn muốn làm loạn thì bị Kết gọi bảo vệ đuổi ra ngoài, Cam xấu hổ xin lỗi mọi người rồi kéo chị mình ra ngoài. Wazu sau đó cũng tới tìm dì Kết, trước hết là để xin lỗi vì sự thất lễ của chị Me. Kết Sa Ra hỏi có phải là cậu cũng nghĩ giống như Metin đúng không, nghĩ bà kết hôn với ông Tana Bob vì tiền và cũng chính bà đã hại chết ông ấy. Wazu không tin bởi vì cậu tin dì Kết và trong cậu có một thứ tình cảm vượt ranh giới dành cho Kết. Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng, không biết đời nào chứ Kết thương Wazu là thật. Từ nhỏ đã luôn dạy dỗ cậu, cùng cậu đi ăn, cũng sửa con gấu bông mà mẹ cậu để lại. Từ lâu, bà ấy đã giữ vị trí quan trọng trong lòng cậu. Dung Trai, vợ Cam là giảng viên đại học, ngoài giờ học trên lớp còn mở lớp bổ túc dạy đánh vần cho cậu học trò cưng Nawa, chỉ vì chồng không thể thỏa mãn cô ta. Metin trở lại bệnh viện nghỉ ngơi, cô vẫn muốn hai người em giúp mình đến bên Kết Sa Ra làm gián điệp để lật đổ bà ta. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thích Kết. Bàn về năng lực, Kết cũng giỏi hơn, những dự án cô đàm phán không thành vào tay gì Kết đều đâu ra đấy. Trước mặt chủ tịch Tana Bob, các cổ đông cũng khen ngợi Kết không thôi. Điều này khiến Metin tức điên, lòng tự ái cao ngất ngưởng bị đụng chạm khiến cô không ít lần đến tìm gì Kết gây sự, thậm chí còn tát cả Kết vì giành dự án với cô. Để chị mình an tâm dưỡng bệnh, Cam khuyên Wazu cứ ở lại đây ít lâu. Hơn nữa trước đó, chính Kết cũng nhờ Wazu ở lại giúp cô điều hành tập đoàn vì bố cậu cũng kỳ vọng rất nhiều. Park Son hiện đang sống cùng cô cháu gái tên Nưng, là hướng dẫn viên du lịch nhưng vì giúp Wazu đuổi bắt cướp mà bị đuổi việc. Park muốn cháu gái giúp mình vào làm ở Zula Babbojizak và tiếp cận Kết. Nghe đến cái tên này, Nưng muốn khuyên chú mình từ bỏ. Ngày trước, khi chuẩn bị kết hôn với ngài đại gia, Kết Sa Ra đã tìm đến đây, đưa cho Park một số tiền rồi rời đi, còn cho người đánh anh thừa sống thiếu chết. Anh đau khổ tuyệt vọng nhìn người mình từng hẹn ước rời đi, còn muốn dùng súng tự vẫn, cũng may Nưng phát hiện và ngăn cản kịp. Ngày hôm sau, Nưng nghe lời chú đến phỏng vấn tại tập đoàn của Kết, vừa vào cửa đã đụng phải tên xui xẻo oan gia, Wazu. Cô kể lại lý do vì anh mà mình bị đuổi việc, Wazu nghe được thế thì quyết định nhận Nưng làm thư ký cho mình. Nhưng Kết lại nghĩ cậu cần một người có kinh nghiệm hơn để giúp đỡ công việc. Metin không gây sự được với Kết thì về nhà kiếm chuyện với mẹ cô. Cũng may Kết về kịp mà ngăn lại, Wazu về đến nơi cũng vội kéo chị mình ra khỏi đó. Ngày đó, người đáng ra ngồi máy bay cùng ông Tana Bob hôm đó chính là Kết nhưng vì có việc gia đình nên Metin là người đi thay. Để tình hình tạm ổn thỏa, Wazu nói Metin hãy đến sống cùng vợ chồng Cam. Dù Dung Trai không ưa gì cô và Metin cũng chẳng ưa gì cô em dâu này nhưng cũng đành giả bộ muốn chăm sóc cho chị. Nưng cứ nghĩ mình trượt vị trí thư ký rồi cho đến sáng ngày hôm nay được nhận đi làm. Wazu đã quyết định sẽ nhận cô thay lời xin lỗi vì đã khiến cô mất việc, đổi lại Nưng không được gọi anh là đồ xui xẻo nữa còn chuyện công việc ở đây cứ từ từ học hỏi. Wazu sau đó có hẹn với Kết đến bàn kế hoạch với chủ tịch Giang. Trong lúc chờ đợi, hai người tranh thủ dùng bữa thì gặp Park, tình cũ đúng là không rủ cũng tới. Hắn ta cũng chỉ nói vài câu như muốn chọc tức người yêu cũ rồi rời đi. Hai người ở lại ăn hết bữa chính đến món tráng miệng vẫn chưa thấy chủ tịch Giang đến. Đến khi được dẫn đến phòng hẹn, người ở cửa là Park Son khiến cô bất ngờ. Đáng tiếc, lần này việc bàn bạc hợp tác không suôn sẻ như mong muốn. Wazu tìm Nưng nói chuyện, cùng nhau bắt tay hoàn thành dự án tâm huyết của bố anh để lại.
nhưng ngoài mặt là vui vẻ làm việc nhưng sau lưng lại đang âm thầm báo tin về cho chú mình. Ngày hôm sau, buổi họp bàn kế hoạch diễn ra, Metin đến sớm đã chễm chệ ngồi trên ghế chủ tịch. Kết cũng không thèm chấp mà ngồi sang bên cạnh. Các cổ đông không vui khi nghe tin chủ tịch Giang từ chối hợp tác. Metin nhân cơ hội này muốn nhận dự án nhưng các cổ đông lại nghi ngờ năng lực của cô. Metin vẫn chứng nào tật nấy, cao ngạo coi thường người khác khiến ông Vi Chai tức giận muốn rút vốn. Trước mặt tất cả các cổ đông của công ty, cô ta còn mạnh miệng tuyên bố Kết Sa Gia là người giết bố mình. Kết cũng không sợ, nói nếu cô muốn chứng minh thì hãy tìm ra bằng chứng đi đã. Kết quả, các cổ đông phản đối đưa dự án lớn này cho Metin, cô tức giận tới tìm Kết chất vấn. Nói một hai câu lại muốn động tay động chân thì bị Kết tát cho lệch mặt, cảnh cáo nếu muốn tiếp tục làm việc thì bỏ cái thói ngạo mạn đó đi. Ngày hôm nay đã chọc tức ngài Vi Chai như vậy, để cổ phần công ty bán ra ngoài thì rất ảnh hưởng. Đúng như dự đoán, Park Seo nhận được tin nội bộ từ cháu gái mình thì đã hẹn gặp riêng ông Vi Chai để mua lại cổ phần. Kết bên này vừa thay ra bộ đồ bị Metin làm hỏng thì nhận được tin mẹ mình bị ngã cầu thang đang nằm bệnh viện thì vội vàng chạy tới. Người làm trong nhà nói cô Metin về nhà, gây gổ với mẹ Kết rồi đẩy bà ấy ngã từ cầu thang xuống. Metin đang lo lắng ngồi ở quầy bar trong nhà, vừa uống rượu vừa lẩm bẩm tôi không làm thì mẹ kế tức giận bước vào, ném đi cái cốc trên tay cô, lại tặng thêm một cái tát cho lệch mặt, tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ động vào mẹ tôi. Wazu và Cam lại kéo chị mình đến phòng riêng nói chuyện. Wazu lo lắng nói nếu mẹ Ed có mệnh hệ gì thì chị có thể bị tống vào tù đấy. Nhìn hai đứa em trai không tin tưởng mình, cô tức giận nói từ bây giờ trở đi, cứ để mệnh ai nấy sống. Ngày hôm sau, Kết đưa Cam cùng đến gặp chủ tịch Giang. Cô chỉ nghĩ đơn giản nếu mình thuyết phục được ông ta thì cái ghế chủ tịch sẽ thuộc về cô mà thôi. Dung Trai cũng đưa cậu tình nhân bé bỏng Nawa vào làm thực tập sinh trong công ty để thu thập tin tức nội bộ. Cậu ta dẻo miệng lại được cái mã, vừa vào đã khiến chị hướng dẫn cười tươi như hoa. Như nương thì không thấy, cô khó chịu nhìn bộ dạng vô công rồi nghề lại tỏ vẻ sát gái của cậu ta. Để đuổi cậu ta đi, cô đưa cho cậu ta một tệp tài liệu đi photo, chỉ cần nhìn cái điệu cười phớ lớ kia là đã thấy ngứa mắt. Metin và Cam đợi chủ tịch Giang đến mòn con mắt cuối cùng chỉ nhận được một cú điện thoại báo hủy hẹn. Hai chị em vừa rời đi thì Park Seo ở phía xa xa đang vui vẻ lắc lắc ly rượu trong tay, người ngồi đối diện anh ta chính là chủ tịch Giang mà IJBP muốn hợp tác đầu tư. Ngày trước, Park Seo từng có công cứu chủ tịch khỏi tay người em trai định ám sát ông ta, vì thế được ông tin tưởng. Metin thất vọng đi đến quán bar uống rượu tình cờ gặp Nawa vừa tan làm. Hôm nay cậu ta đã lấy trộm bản tài liệu hợp tác với kinh sờ ta của Wazu đưa cho Dung Trai. Metin nhìn cậu ta ngứa mắt, cho người lôi ra ngoài, còn đánh cho khuôn mặt bầm dập của cậu ta không có chỗ dùng. Còn Dung Trai cầm chỗ tài liệu về tìm chồng mình, đưa ra gợi ý cho anh. Nhưng Cam trước nay không hề có tham vọng, làm gì cũng được miễn là số tiền kiếm được vẫn như nhau. Nương dần dần làm quen với công việc thư ký và lấy được lòng tin của Wazu nhưng Wazu nhìn cậu thực tập sinh mới đến ngả ngớn thì không ưng, cũng nghi ngờ động cơ của cậu ta. Nawa ngày ngày vây quanh chị nương của cậu ta, còn tốt bụng mua đồ ăn trưa cho cô. Lúc cậu ta ra ngoài tình cờ bắt gặp chủ tịch cùng cậu Du ra ngoài ăn trưa. Wazu đưa cô ra tận ngoại ô dùng bữa ở một quán ăn được review trên mạng. Những món ăn thân thuộc khiến Kết nhớ đến quá khứ của mình, không gian trong lành khiến hai người thực sự tận hưởng bữa ăn. Sau khi ăn xong, Wazu còn chủ động rủ Kết đi dạo cho khuây khỏe, dạo gần đây gì cứ làm việc đến quên cả trời đất. Lúc ra về thì trời mưa lớn khiến hai người phải tạm nghỉ chân tại home stay gần đó. Cũng may có bà chủ tốt bụng còn cho họ mượn đồ. Metin đến tìm Wazu thì thấy em trai mình đã ra ngoài ăn chưa đến giờ này chưa về. Cô muốn hỏi xem tài liệu nhưng nương không đưa, liền quen thói tát thư ký nổ đom đóm mắt. Nawa đến xem chuyện gì xảy ra thì cũng bị cô gọi bảo vệ lôi ra. Cũng may Dung đến kịp thời giải quyết tình hình. Me nhân cơ hội này hỏi tội chuyện Nawa trêu chọc mình hôm ở quán rượu, nhưng cậu ta lại đổ cho bạn mình làm. Dung một mực bảo vệ sinh viên của mình, Cam tự nhiên trở thành người đứng giữa, nói Nawa xin lỗi rồi thì Me cũng nên bỏ qua để tránh làm ảnh hưởng đến hình tượng. Dung tức giận tới tìm cậu Baby Sugar Nawa để hỏi sự thật xảy ra ở quán rượu hôm đó. Nhưng chắc chắn cậu ta đã có chuẩn bị sẵn, ôm cô nũng nịu là khiến Dung quên sạch. Trong một buổi chiều Wazu và chủ tịch vắng mặt thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Một buổi chiều mà hai người cũng có nhiều cơ hội hơn, Wazu cũng nhiều lần cảm nhận trái tim mình lỡ nhịp khi chạm vào dì Kết. Trước khi ra về, bà chủ còn dẫn hai người đi xem vườn đom đóm xinh đẹp sau nhà. Khi Kết đứng dậy định ra về thì vấp phải sàn gỗ hỏng mà ngã ra sau, cũng may có Wazu đỡ được. Metin chờ mãi mới đợi được em trai về nhà, thấy cô chuẩn bị gây sự liền kéo tay chị gái đi. Điều khiến Metin lo sợ nhất chính là em trai mình mê đắm đuối người đàn bà kia giống như bố của cô vậy. Metin lại đến quán bar uống rượu nhưng không biết rượu ngày hôm nay cô uống đã bị Park mua chuộc người bỏ thuốc vào. Khi cô tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường người đàn ông lạ, cũng may quần áo vẫn còn nguyên. Park đã đưa ra một lời đề nghị hợp tác với Metin. Sau khi suy xét trên dưới trái phải, lòng ganh ghét và thù hận che mờ mắt khiến cô đồng ý với Park. Wazu rất vui vì có thể ở gần dì Kết nhưng anh nhớ đến những lời chị mình nói, vì vậy sáng ngày hôm sau đã đến tìm luật sư của bố để hỏi về vụ di chúc. Bố anh từng để lại một bản di chúc sẽ nhường ghế chủ tịch tập đoàn cho Me. Nhưng vì cái nết như trệt dưới mương của cô ta gây gổ với nhân viên phục vụ bị quay lại khiến công ty bị ảnh hưởng nên ngài chủ tịch đã đổi lại bản di chúc. Bản di chúc mới chưa kịp sửa đổi thì tai nạn xảy ra.
Kết thấy Hoa Du đến làm muộn hơn mọi ngày thì cũng đoán được cậu đã đi đâu. Bà nắm lấy tay cậu, nói nhất định mình sẽ không làm tổn hại đến niềm tin của Hoa Du. Nhưng trong sắc mặt của sếp không tốt thì muốn giúp anh giải tỏa bằng cách gọi rất nhiều bánh ngọt, còn đặc biệt đẩy cái bánh sô-cô-la về phía anh. Không biết có giúp ích thật sự không nhưng họ đã ăn hết gần chục đĩa bánh ngọt. Kết thật lòng chúc cho buổi gặp ngày mai của anh với King Star được như ý nguyện. Nhưng ngày hôm sau, King Star đã hủy hẹn còn đơn phương thông báo hủy bỏ đầu tư. Hóa ra, Metin và Pat đã đi trước một bước, nhờ có Pat mà cô ta thành công kêu gọi King Star đầu tư. Pat Son đã đưa ra một lời đề nghị béo bở cho Metin, giúp cô ngồi lên ghế chủ tịch của JBB còn muốn lật đổ chủ tịch hiện tại nữa chứ. Metin dễ dàng bước vào kế hoạch của Pat, trở thành một quân cờ của anh ta mà không biết, còn tưởng đã tìm được bạn tâm giao để chia sẻ nữa chứ. Metin bị người đàn ông này hấp dẫn còn muốn hôn anh ta nhưng bị từ chối. Nhưng cũng hơi cảm thấy có lỗi với Hoa Du, thấy chú mình về thì liền hỏi liệu mình có thể nghỉ việc ở JBB được chưa. Nhưng Pat dí đầu cô nói còn phải đợi ngày mai nữa. Hội đồng cổ đông rất bất mãn khi biết tin King Star hủy đầu tư với họ. Đúng lúc này Me bước vào cùng Pat Son với tư cách trợ lý của cô, thông báo chuyện cô đã ký được hợp đồng với King Star. Me định đem chuyện hợp tác này ra để yêu cầu đổi chủ tịch nhưng vấp phải sự phản đối của các cổ đông. May có Pat nhanh miệng nói đỡ nhưng cô ta vẫn ngu ngốc không nhìn nhận ra vấn đề. Pat lại phải cất công thêm một lần nữa giải thích với cô. Hoa Du cũng không hiểu sao người bạn của dì Kết lại xuất hiện bên cạnh chị mình. Chính Kết cũng bối rối vô cùng, cô gọi điện hỏi Pat Son anh đang âm mưu cái gì. Nhưng Pat chỉ ngắn gọn gửi địa chỉ cho cô rồi bỏ đi. Hoa Du tới văn phòng Metin, hỏi cô biết gì mà hợp tác với người đàn ông này. Me ban đầu còn tự tin nói mình đã tìm một người đáng tin cậy nhưng chỉ với một câu Hoa Du đã có thể đập nát sự ngạo mạn đấy. Chị có biết người đàn ông đó là bạn của dì Kết không? Hai người bạn trong câu chuyện của Hoa Du đang hẹn nhau ở một căn hộ. Kết cảnh cáo Pat đừng có động vào Metin và xin nghỉ việc ngay đi. Nhưng anh ta không đồng ý mà trái lại còn ép sát cô vào tường, muốn hôn cô. Kết bây giờ đã không còn là Kết ngày xưa anh ta từng biết nữa. Anh ta nhớ lại những lời cô từng nói năm xưa, sẽ đợi anh rồi cùng nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc mà tức giận ném vỡ ly rượu. Metin thì ngồi trong văn phòng nóng ruột gọi điện thoại cho anh, gọi mãi không được thì liền đến tận nơi tìm hiểu. Cô tức giận chất vấn mối quan hệ của anh và Kết, nhưng Pat nhanh chóng phủ định, chỉ là người trong ngành quen biết nhau thôi chứ người như chủ tịch Kết đời nào hạ mình làm bạn với anh. Pat ngồi sụp xuống, không biết là lý trí bị làm mờ hay sao khiến anh lao vào hôn Me, còn cùng cô lăn lộn qua lại, nhưng nhận được lệnh của Hoa Du điều tra hồ sơ trợ lý mới của chị gái mình khiến cô lo lắng không thôi. Thế mà tên Na Hoa cứ luôn miệng lải nhải bên cạnh liền bị cô tống cho một đống giấy tờ bắt đi photo. Pat Son trấn an nhưng yên tâm, mọi chuyện đã có anh lo liệu. Đúng lúc này Metin tỉnh dậy, anh vội vàng tắt máy. Metin đã thực sự tin tưởng và say đắm người đàn ông này rồi, nghe cô nói cái chết bố cô là do Kết giở thủ đoạn. Anh ta thân mật nắm lấy tay cô ân cần nói, tôi sẽ giành lấy tất cả những gì cô muốn. Hoa Du vẫn không ngừng suy nghĩ về Pat Son, đặc biệt Kết còn không ngừng khen anh ta giỏi trước mặt cậu. Cậu quyết định đến hỏi dì Kết, bà ấy cũng nói Pat giỏi nhưng không đáng tin. Trước đây anh ta từng nhiều lần giúp đỡ tập đoàn nhưng vì bản chất không trung thành nên không được ông Tana bóp trọng dụng. Để củng cố thêm niềm tin cho Hoa Du, Kết nói mình sẽ đuổi việc anh ta. Ngày hôm sau, buổi ký kết hợp đồng giữa DABB và King Star diễn ra thành công, phải nói là ơ động đất à, không phải, đấy là cổ phiếu JBB đang đi lên. Pat nhìn Kết trên sân khấu, gọi điện thoại cho ai đó thông báo bán ra đi. Dung nhìn cậu sinh viên cưng của mình cứ xà nẹo với thư ký của Hoa Du thì khó chịu. Cậu ta vụng trèo khéo chống chế rằng mình là đang thân cận để thu thập thông tin cho cô còn gì. Dung nghe vậy thì hài lòng, còn nhấn mạnh có bất cứ thông tin gì của công ty thì nhớ phải báo cho cô càng sớm càng tốt. Buổi ký kết diễn ra thành công thì Pat nhận được tin đuổi việc, anh ta hùng hùng hổ hổ xông vào văn phòng, ép cô vào méo bàn. Kết nhất quyết không thay đổi quyết định, còn định dùng đồ trang trí trên bàn đập anh ta nhưng bị ngăn lại. Hoa Du cùng thư ký nghe thấy động tĩnh lớn thì chạy đến, kéo Pat ra khỏi người Kết. Cuộc chiến đổi lại thành hai người đàn ông lăn lộn trên đất, tác động vật lý lẫn nhau. Cuối cùng, Pat tức giận bỏ đi, còn đe dọa từ giờ anh ta sẽ hành động theo ý mình. Nhưng đuổi theo chú mình đến tận văn phòng, anh ta thấy cháu gái xuất hiện thì bất ngờ muốn đuổi cô đi, đúng lúc này thì Metin bước vào. Nhưng đang không biết giải thích thế nào thì Na Hoa từ nãy giờ quan sát tình hình chạy vào giải vây. Kết đang giúp cậu Du xử lý vết thương thì Metin bước vào, năm lần bảy lượt chứng kiến em trai gần gũi với người đàn bà ác độc này khiến cô không hài lòng. Trước khi rời đi còn cảnh cáo em trai mình đừng lún sâu vào sai trái nếu không đừng trách cô độc ác. Cam cũng tới xem tình hình chị gái và em trai, chỉ thấy Metin tức giận nói Hoa Du dạo gần đây cứ bám dính lấy Kết. Cam luôn là người ở giữa đứng ra khuyên giải, đợi Metin hết tức giận thì hãy xin lỗi chị ấy, còn đừng quá gần gũi với dì Kết, nếu bà ấy thực sự giết bố thì cậu chính là người xui xẻo đấy. Vụ sùm ở công ty sớm đã bị Na Hoa báo lại cho Dung, cô ta nghe tin gia đình chồng lục đục thì lại càng vui mừng, vậy thì chồng cô càng dễ dàng ngồi lên vị trí cao nhất. Nhưng thấy tâm trạng sếp không vui thì muốn an ủi anh đôi câu, ai ngờ nay Hoa Du còn chủ động rủ cô đi ăn, vì thế cô liền dẫn anh đến quán ăn yêu thích của mình. Hiếm khi anh có thời gian thả lỏng nên vô cùng tận hưởng bữa tối nay. Cả một bàn đồ ăn cuối cùng cũng được xử lý sạch sẽ.
Để đáp lại lòng tốt của cô thư ký đã giúp mình cả công việc lẫn giải tỏa căng thẳng, anh đề nghị đưa cô về. Nhưng lo lắng nếu vậy có thể sẽ bắt gặp chú Pat và làm lộ mối quan hệ của họ. Nhưng Hoa Du đã dứt khoát muốn đưa cô về, vì thế Nương đành đưa anh địa chỉ giả rồi đợi xe anh đi khuất mới trở về nhà. Nhưng Hoa Du sau đó không về mà lái xe đến bờ sông rồi mệt quá mà ngủ ở đó cả đêm. Khi anh về nhà thì đã là giờ ăn sáng, vợ chồng Cam hiếm hoi có thời gian ăn sáng hạnh phúc bên nhau. Metin vừa thấy xe em trai đỗ vào nhà thì vội vàng tìm tới hỏi chuyện, hùng hùng hổ hổ như muốn hỏi tội Hoa Du. Metin hiểu lầm em trai mình tối qua ở bên ngoài cả đêm cùng dì kết nên không hài lòng, cô cảm thấy lòng tin của mình bị phản bội sâu sắc. Vợ chồng Cam thấy có tiếng cãi cọ liền qua xem tình hình ra sao, chị Me đang đấm thùng thục vào người Hoa Du, bắt cậu nói ra sự thật cô muốn tin. Hoa Du quá mệt mỏi để trả lời những câu hỏi vô lý của chị mình. Cam tiến tới giữ chị mình lại rồi trực tiếp gọi điện cho dì kết để xác nhận. Tối qua bà ấy ở bệnh viện chăm sóc mẹ, do muộn quá nên ở lại đó cả đêm. Mọi việc rõ rành rành nhưng vẫn không khiến Me hài lòng, Hoa Du cũng không cố chấp giải thích với cô nữa. Kể từ ngày kết bắt gặp Pat đến thăm mẹ mình ở viện, cô lập tức yêu cầu bác sĩ cho mẹ mình chuyển viện nhưng trước hết cần đưa bà ấy đến phòng khác và ngoài kết ra, không cho phép ai vào thăm bà ấy. Nhưng dù đã chuyển phòng cho mẹ mình, Metin vẫn có thể tìm ra và còn chụp ảnh cùng bà ấy như một lời thách thức gửi đến kết xa ra. Vừa nhận được tin nhắn của cô, kết vội vã ra ngoài, đến cửa thì trùng hợp đụng độ Metin đang đi cùng Pat. Pat biết chuyện Metin đe dọa kết thì nhắc nhở cô, dù có muốn làm gì cũng đừng làm hại những người không liên quan. Đối với Pat, mẹ của kết không chỉ là mẹ của người yêu cũ mà anh từ lâu đã coi bà như chính mẹ mình. Kết và Hoa Du lên đường đến Phuket khảo sát tình hình cho dự án mới nhất. Nương đi cùng nhìn hai người thân mật thì cũng không mấy vui vẻ gì. Kết bị say nắng nên Hoa Du đỡ cô vào phòng nghỉ, sau đó ra ngoài cùng Nương. Giữa họ không chỉ là mối quan hệ giữa sếp và thư ký bình thường nữa mà sớm đã thân thiết như những người bạn. Với tư cách bạn bè, Nương tốt bụng nhắc nhở Hoa Du một câu nên chú ý giữ khoảng cách với Kết một chút. Chiều hôm đó, Hoa Du cùng Kết lên thuyền ra đảo Bờ La Giao. Đến nửa đường, thuyền đột nhiên có vấn đề, hai tên lái thuyền đột nhiên xông tới giữ lại Kết. Trên tay lăm lăm khẩu súng. Một tên thấy Hoa Du kháng cự thì định xử luôn cậu nhưng tên còn lại nhanh chóng ngăn cản, chú ý đó là em của cô Me. Bọn chúng chỉ muốn giết Kết nên đẩy cô xuống biển nhưng không dùng súng vì sợ để lại dấu vết. Hoa Du cũng nhảy xuống theo, đợi bọn chúng lái thuyền đi thì kéo Kết vào bờ. Cậu cố gắng hô hấp nhân tạo, mất một hồi lâu cô mới tỉnh lại. Nhìn quanh nơi họ đứng là một hòn đảo hoang, không có ai ở đây để cầu cứu. Trước mắt, họ cần hong khô quần áo, tìm một chỗ trú ẩn và đi xung quanh xem có gì có thể giúp mình không. Nương ở trên bờ nhìn thấy hai tên đưa Kết và Hoa Du ra đảo trở về thì thắc mắc, bọn chúng vội lấp liếm lấy lý do quên đồ nên về lấy. Cô cũng không tiếp tục hỏi nữa, nhưng ở công ty lúc này đang xôn xao vì bức ảnh thân mật của Kết và Hoa Du khiến cổ phiếu công ty sụt giảm. Pat lo lắng gọi điện hỏi thăm tình hình nhưng Nương lại che giấu không nói thật. Cô lo lắng đợi ở ven biển, cảm thấy bất an liền tìm đến Dae Chao. Dae Chao lại nói thư ký của Kết đã hủy buổi hẹn ra đảo chiều nay, khi ông ta đưa ra số đã gọi đến tự xưng là thư ký thì phát hiện ra đó là số giả. Nương hỏi liệu ông ta có nghi ngờ ai có thể làm ra việc này không. Dae Chao dẫn Nương cùng vài tên bạm trợn, còn cẩn thận mang theo súng đến nhà của một người dân. Đó là chủ của mảnh đất cuối cùng của dự án này, nhất quyết không muốn bán. Vì Me tin từng cho người đánh ông ta đến tàn tật một bên chân nên Dae Chao nghĩ có thể là do ông ta chủ mưu. Ông cho người vào nhẹ nhàng hỏi thăm, nhưng cũng không được gì. Nương lo lắng đi dọc bờ biển, vẫn lo lắng cho tình hình của hai người, sống chết không biết ra sao. Kết và Hoa Du một nam một nữ trên đảo hoang, anh bạo dạn hôn Kết, còn bày tỏ tình cảm thực sự của mình. Đợi khi bà không còn là Kết Sa ra chủ tịch tập đoàn JBP, vợ của ông Tana Bob nữa, họ sẽ ở bên nhau. Pat phát hiện ra có kẻ đang cố thao túng giá cổ phiếu, liền báo cho người điều tra. Ở Phuket, Nương đang cùng Dae Chao lên thuyền đi tìm Hoa Du và Kết. Hoa Du và Kết núp trong hang nghe tiếng của trợ lý vội chạy ra. Điều Nương chú ý là Hoa Du luôn săn sóc cho Kết, còn gần như ngó lơ cô. Sau khi trở lại đất liền, hai người vội vàng quay về Bangkok tham dự buổi họp báo do các cổ đông triệu tập gấp. Để trấn an các cổ đông, Kết Sa ra lập tức cho Linda đi hẹn phóng viên tổ chức họp báo. Hoa Du gọi Me ở lại, cậu nghi ngờ cô sai người hại gì Kết. Nhưng Me tin tức giận cho rằng em trai không tin mình, còn cố vu oan cho cô, nhất quyết không thừa nhận. Lần này, Cam cũng đứng về phía Me, anh cho rằng chị mình không có cái gan làm vậy, và nếu chiếu theo suy đoán của Hoa Du thì chính Cam cũng là một nghi phạm. Anh còn cảnh cáo em trai mình nên cẩn thận với Kết. Nương trở về thì thấy chú mình đã đợi sẵn ở đó, anh biết chuyện Nương giấu mình, cảnh cáo cô không bao giờ được làm như vậy nữa. Cô đành kể hết những chuyện xảy ra trên đảo cho chú nghe, Pat khẳng định Metin chắc chắn không làm như vậy. Nhưng dù sao để chị em họ đấu đá nhau như vậy cũng tốt. Buổi họp báo nhanh chóng diễn ra ngay tại trụ sở tập đoàn, nhưng lời giải thích của Kết chưa đủ để làm hài lòng phóng viên. Không những thế, Dung còn cài người hỏi khó chuyện hai người họ ở bên ngoài cả đêm. Tình hình giá cổ phiếu cũng không khả quan hơn là bao. Nương theo dõi mọi động tĩnh của Hoa Du, thấy anh có ý định thu mua cổ phiếu thì báo ngay cho chú mình. Buổi họp cổ đông tiếp theo, các cổ đông rõ ràng không hài lòng vì lùm xùm của Kết và Hoa Du khiến giá cổ phiếu công ty tụt dốc, hơn nữa King Star cũng đang không hài lòng về tình hình này. Trước đó,
Park Son và Mae Tin đã lén lút gặp gỡ các cổ đông và thuyết phục họ đứng về phe mình. Vì thế, buổi họp ngày hôm đó đã quyết định cắt chức Kết Sa ra và đưa Mae Tin lên làm chủ tịch tập đoàn mới. Park Son vô cùng hài lòng vì kế hoạch trả thù Kết đang đi đúng kế hoạch. Anh ta muốn kéo cô xuống và đặc biệt không để cô sống hạnh phúc với Wazoo. Nhưng Kết cũng không còn yếu đuối nữa, cô nhất định không bỏ Wazoo, thà bị đau cùng nhau còn hơn Park đến cuối cùng có đau cũng là mình anh đau. Buổi họp báo ra mắt chủ tịch mới cũng nhanh chóng diễn ra. Sáng hôm đó, xe của Mae Tin và Park trên đường đến công ty thì bị hai tên áo đen bám đuôi gây tai nạn rồi còn dùng súng bắn vào vị trí trọng yếu của Park Son. Tình thế cấp bách mà chủ tịch lại không xuất hiện, các cổ đông liền để Cam lên nhậm chức thay. Dung luôn ở phía sau chồng, là người thúc anh ta về phía trước. Lần này, cô ta còn lấy cả đứa con trong bụng ra để làm lý do. Cam vui mừng quyết tâm lần này anh sẽ làm tất cả vì con của họ. Wazoo nhận tin Mae Tin bị tai nạn thì vội chạy đến bệnh viện, nhưng bên ngoài cũng lo lắng cho chú mình nhưng phải giả bộ không quen biết. Tình trạng của Park vô cùng nghiêm trọng, đầu đạn trúng ngay chỗ quan trọng. Nawa nằm nhà xem tin tức, còn thấy vui vẻ thầy Sugar Mommy của mình mà không biết Dung đến đây là để kết thúc mọi chuyện. Chồng cô ta vừa lên chức chủ tịch đã muốn phủi sạch quan hệ với cậu tình nhân trẻ. Cô ta để lại căn hộ cho cậu còn đưa thêm một số tiền lớn, không những muốn kết thúc mà còn bảo Nawa nghỉ thực tập tại JBB. Wazoo từ bệnh viện trở về thấy Kết Sa ra lo lắng ngồi ở phòng khách thì tiến lại hỏi thăm. Cậu báo tin cảnh sát muốn lấy lời khai của dì Kết và cậu Mae. Hơn nữa, anh muốn biết sự thật những người từng có mâu thuẫn với dì Kết vì anh nghĩ chuyện này không đơn giản chỉ liên quan đến chị Mae mà còn có thể là vì vụ đất đai trên đảo nữa. Kết kể lại, dự án ở Phuket ban đầu là cô Mae xin làm nhưng vì không khéo léo khiến dự án nảy sinh vấn đề, dân làng mâu thuẫn muốn tấn công. Mae liền cho giang hồ đến đánh đập người dân, dùng biện pháp mạnh. Vì thế sau đó bị đình chỉ, Kết mới được làm tiếp dự án này. Kết nghi ngờ chuyện này phải do người nội bộ làm ra, mà trong lúc này, đối tượng khả nghi nhất chính là Cam. Mà đối tượng hai người đang nghi ngờ hiện đang đứng ngoài nghe hết tất cả rồi tức giận bỏ đi. Cam không thể nuốt trôi cục tức này, anh quyết tâm từ bây giờ sẽ làm tất cả vì vợ và con mình. Ngày hôm sau, cảnh sát tới nhà thẩm vấn như đã hẹn, Cam và vợ không mấy hợp tác, còn cho rằng đang có kẻ cố ý hãm hại họ. Mae Tin từ bệnh viện trở về, chỉ đích danh Kết Sa ra là chủ mưu vụ này, yêu cầu cảnh sát lập tức bắt cô đi. Cảnh sát thấy tình hình trong nhà cũng chưa ổn thỏa, không đủ bằng chứng cũng không thể tùy tiện bắt người nên trước mắt rời đi trước. Ba chị em ngồi lại với nhau, lần này Cam và Mae Tin đứng cùng thuyền vu oan cho Wazoo đang cố ý nhắm vào họ. Vốn dĩ nhìn thấy em trai thân thiết với dì ghẻ đã lâu khiến Mae Tin ngứa mắt, lại còn chăm chăm bảo vệ cô ta, Mae Tin hoàn toàn thất vọng. Chỉ có Dung ngồi ở đây ngư ông đắc lợi, hả hê nhìn chị em họ đấu đá lẫn nhau. Dương sau lưng chồng thì hết mực khuyên bảo, gió thổi bên gối tiêm nhiễm tư tưởng xấu xa vào trong anh. Chính cô ta mới là người thuê sát thủ xử lý Kết và Wazoo ở Phuket và ra tay giết hại Mae Tin và Park Son. Wazoo và Nưng một lần nữa tìm đến nhà người đàn ông trên đảo để hỏi cho ra nhẽ nhưng cũng không thêm được tin hữu ích gì, còn bị ông ta đánh khiến Nưng ngất đi. Ngoại trừ Wazoo, tất cả mọi người đều đang chĩa mũi dùi nghi ngờ vào Kết Sa ra. Mae Tin vừa trở lại đã muốn thay thế vị trí của em trai trước những phản đối của cổ đông. Cô tạm thời không cần tổ chức họp báo, cứ để Cam ngồi ở đó nhưng cô mới là người quyết định chính là được. Nhưng Cam không còn nhu nhược như trước nữa. Anh ta quyết tâm nắm bắt cơ hội này, còn cho người dọn phòng chủ tịch. Mae Tin lúc này mới ngỡ ngàng với đứa em trai lớn lên cùng mình, Kết thấy cô đứng trên sân thượng thì tiến lại. Nhìn Mae Tin thất bại như vậy, cô cũng không ngại châm chọc thêm vài câu khiến cô ta nín họng. Mae Tin lại uống rượu rồi về nhà, nhìn Kết và Wazoo thân thiết ngay trước ảnh bố mình, cô đau lòng không thôi, định dùng súng kết liễu Kết luôn. Nhưng cơn đau đầu nhanh chóng khiến cô ngất đi. Bác sĩ phải tới tận nhà thăm khám và tiêm thuốc an thần. Sau vụ rơi máy bay, não của Mae Tin vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vẫn còn vết bầm nên cần dùng thuốc và hạn chế uống rượu. Trước mắt để không ảnh hưởng đến Mae Tin, Kết sẽ chuyển ra ngoài nhưng Wazoo vẫn chắc chắn khẳng định tình cảm mình dành cho cô, dù sai trái nhưng cậu biết đó là tình yêu. Mae Tin tỉnh lại cũng không muốn nhìn mặt em trai, cô không thể chấp nhận hành động ghê tởm của em trai. Wazoo vẫn ngồi gần chị mình, khẳng định mình sẽ tìm cho ra hung thủ thật sự đã làm hại chị. Chị gái cũng thật lòng khuyên ngăn anh, muốn anh quay về giúp Mae Tin, còn nếu không làm được, hai người sẽ trở mặt thành thù. Vị thám tử được Wazoo thuê điều tra Park Son đã có thêm thông tin. Anh ta từng vào tù, trước khi vào làm ở công ty thì đã đổi họ. Những giao dịch thu mua cổ phiếu gần đây đều là những công ty nước ngoài nhưng có một điều đặc biệt là trong số những người đó có chị dâu anh, Dung. Nam chính vội vàng chạy tới chỗ Cam, hỏi về số cổ phiếu này. Nhưng Cam trước này học ngu biết ít, không nhận ra vấn đề của việc này, còn hết mực tin tưởng vợ mình. Vì chuyện này mà hai anh em lại cãi nhau, đúng lúc Dung ngất đi. Nawa quay lại thăm các đồng nghiệp cũ thì biết tin Dung đang mang thai, cậu ta chỉ nghĩ ngay đến đứa bé có thể là con của mình. Nhưng khi Nawa gọi điện cho Dung thì mãi mới bắt máy, người nghe lại là Cam nên cậu vội vàng tắt máy. Dung về nhà mới biết chuyện Nawa gọi, vội vàng gọi lại cảnh cáo cậu ta, tốt nhất đừng bao giờ liên lạc lại nữa. Nawa buồn rầu tìm Nưng tâm sự, cậu nói chuyện mình là một người phụ nữ có thai, còn là một người đã có chồng. Thâm tâm Nawa vẫn muốn nhận và nuôi nấng đứa bé chứ không muốn phủi bỏ trách nhiệm, không thể để đứa bé giống anh, lớn lên cũng không có bố mẹ được. Nưng dạo này ngoài chức thư ký còn kiêm thêm chuyên viên tư vấn tình cảm,
hết an ủi Na Wa lại lắng nghe tâm tư của Wazu. Người ngoài cuộc thì luôn tỉnh táo hơn người trong cuộc nhiều, với tư cách là một người bạn, nhưng nhắc nhở anh muốn không đau lòng thì tốt nhất nên tránh xa người phụ nữ đó ra. Cam có buổi họp tại công ty nên ra khỏi nhà từ sớm. Nhưng ai cũng biết anh ta chả có tài cán gì, làm việc cảm tính còn hơn cả Mae Tin, cứ cái đà này chẳng mấy công ty sẽ sụp đổ. Cam Pa Rat không xấu hổ mà còn lôi chuyện của Wazu và Mae Tin ra so sánh, rồi tức giận đập bàn bỏ đi. Anh ta nhớ đến những lời bố từng nói khi còn sống, rằng anh chỉ là một đứa hèn nhát kém cỏi, học ở Thái còn không xong sao có thể đi du học. Vì thế lần này, anh nhất định chứng minh cho họ thấy. Kết và Wazu không yên tâm, vẫn dặn dò thư ký không thể để những tài liệu quan trọng rơi vào tay Cam được. Dung vừa tiễn chồng đi làm thì tình nhân trẻ đã tìm đến tận nhà hẹn nói chuyện. Na Wa chỉ muốn chịu trách nhiệm với đứa bé nhưng Dung không đời nào đồng ý, còn nói đứa con này chắc gì đã là của cậu. Nhưng Na Wa cũng đã có kế hoạch riêng, nếu cô sinh đứa bé ra, anh sẽ xin kiểm tra ADN. Tối đó, Na Wa đang trên đường về nhà thì bị trùm đầu đấm cho một trận. Bọn chúng còn lôi anh đến chỗ vắng vẻ, cho một trận đòn như tử. Na Wa còn đang thắc mắc không biết mình gây thù chuốc oán với ai thì một tên lôi ra khẩu súng, đe dọa anh đừng bao giờ tìm đến Dung nữa. Na Wa dồn hết chút sức tàn cuối cùng để gọi điện cầu cứu Nưng và gửi định vị cho cô. Nưng vừa nghe giọng nói thều thào của cậu em thì vội vàng chạy đến nơi, nhặt cái xác tàn suýt chút nữa không còn hơi thở của Na Wa về. Vì cậu không muốn về nhà nên cô chỉ đành đưa Na Wa đến nhà mình, sau khi xử lý qua các vết thương thì để cậu nằm nghỉ trên ghế. Na Wa vừa tỉnh táo thì trước tiên là đi tắm. Bây giờ cậu không thể về nhà, nhất định sẽ bọn chúng giết, đành mặt dày xin ở lại nhà Nưng ít hôm. Cô đoán người gây ra chuyện này chắc là người phụ nữ mà Na Wa làm cho có thai nhưng cậu không muốn báo cảnh sát cũng sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Nưng vừa đến công ty đã bị Wazu kéo đi gặp cảnh sát. Họ tìm thấy một đoạn CCTV ghi lại hai tên tình nghi đã sát hại Mae Tin và Park Son. Nưng định nói bọn họ chính là những kẻ đã xuất hiện trên đảo vào hôm Wazu mất tích ở Phuket nhưng bị cản lại. Nếu nói ra cảnh sát sẽ nghi ngờ thêm. Park Son sau bao ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Mae Tin vội vàng tới thăm anh. Người duy nhất bên cạnh cô lúc này cũng chỉ có anh thôi. Mae Tin nói kẻ đã thuê người sát hại họ chính là Kate. Cô ta bắt tay với Wazu để làm hại họ. Wazu vừa trở về thì bị một tên bịt mặt ở bãi đỗ xe tấn công, dù đã cố gắng chống cự nhưng cuối cùng cũng bị đánh ngất xỉu. Sau khi rời đi, thấy tên đó đến một góc, lôi ra chiếc điện thoại, thì ra đó là Pat. Nương gọi điện cho anh ta nói mình đến bệnh viện nhưng không có ai, chú cô liền nói mau im lặng và rời khỏi đó. Anh ta từ xa quan sát thấy Kate đã tìm đến Wazu, còn lo lắng gọi tên cậu liên tục khiến anh ta siết chặt nắm đấm. Pat quay lại tìm Kate, lôi cô đến một góc khuất, còn dùng dao muốn giết chết cô. Dù anh ta từng có ơn với Kate nhưng cô đã trả đủ cho anh ta rồi, không đời nào chấp nhận đi theo Pat nữa. Pat tức giận định dùng con dao kết liễu Kate thì Mae Tin nhanh chóng chạy đến ngăn cản, đưa anh trở lại phòng bệnh. Cô nắm bàn tay run run của anh, Pat cũng nắm lại, cảm ơn cô vì đã ngăn anh lại trước khi kế hoạch của họ đổ sông đổ bể. Wazu tỉnh lại thì thấy cổ Kate có vết thương, cô đành lấp liếm là do vòng cổ mới mua sắc quá. Wazu cũng chỉ nhắc cô cẩn thận hơn, có một chuyện quan trọng hơn. Anh nghi ngờ chuyện của Kate và chị Mae là do một người làm, và nếu thật sự là Cam chủ mưu, anh muốn sớm kết thúc nó. Dung nhàn nhã ở nhà dưỡng thai thì bất ngờ khi thấy Na Wa tới thăm, cậu đưa ra đoạn phim ghi lại hình ảnh hai tên đã hại anh. Ban đầu cô ta giả bộ không biết nhưng sau đó lại mạnh miệng cảnh cáo nếu không muốn chết thì đừng bao giờ quay lại đây nữa. Na Wa nghe thế càng chắc chắn hơn đứa bé trong bụng là của mình, nhưng Dung không để cậu ra đi êm đẹp. Dùng bức tượng trang trí đánh vào sau gáy Na Wa, rồi cho người làm gọi điện báo cảnh sát tội đột nhập muốn làm hại Dung. Lần này Nương lại đứng ra bảo lãnh cho cậu, khi nghe tin cậu muốn đi đòi quyền làm bố, cô mắng cậu quá ngây thơ. Dung là người có tiền và quyền lực như thế nào cơ chứ? Na Wa đưa cô xem bằng chứng những tên đã làm hại mình, vừa nhìn đoạn video, hai mắt cô mở to đầy kinh ngạc, lập tức gọi điện cho Wazu. Thư ký vội vã chạy tới bệnh viện nơi Wazu nằm, đưa cho anh và Kết xem đoạn video mà Na Wa có, họ đều nhận ra hai kẻ trong đoạn phim chính là những kẻ đã làm hại mình. Sau khi từ bệnh viện trở về, cô lại lo lắng quay lại bệnh viện, dành cả đêm ở đấy chăm sóc Wazu. Vừa trở về nhà, cô đã thấy Pat và Na Wa, cô giải thích cho chú rồi còn định dẫn Na Wa đi nhưng Pat đã tức giận rút súng đe dọa nếu cậu để lộ mối quan hệ của chú cháu họ, thì con đường phía trước chỉ có thể là đường chết. Sau khi Na Wa rời đi, Nương tiến tới chỗ chú mình, hy vọng chú có thể buông bỏ tất cả để cùng cô sống một cuộc đời mới. Chỉ một câu, anh Wazu và cô Kết không có ý định làm hại chú khiến Pat để ý, và không tốn nhiều thời gian điều tra, anh ta đã tìm ra ai là người đứng sau. Cam vừa quay trở lại văn phòng thì Pat đã đợi sẵn ở đó, đưa cho anh ta tờ giấy thôi việc, còn đưa ra bằng chứng anh và vợ thuê sát thủ giết hại hắn. Cam còn không hiểu chuyện gì thì đã bị bẻ tay ra sau, vật ngã xuống đất, nhìn đoạn video bên cảnh sát thu được lẫn đoạn video ghi lại hình Na Wa bị đánh. Kết vội vàng chạy tới can ngăn, chuyện gia đình họ sẽ tự giải quyết nhưng Pat cũng nhận mình là một nạn nhân, anh ta cũng có quyền báo cảnh sát tống cổ vợ chồng Cam vào tù. Mae Tin cũng về nhà, vừa nhìn thấy Dung đã hất cốc trà lên người cô ta, tát cô ta ngã ngồi xuống đất rồi lập tức lao tới tát tới tấp. Wazu về nhà nghe người làm báo tin vội vã can ngăn.
lấy chuyện danh tiếng của gia tộc và tập đoàn ra mới có thể khiến chị mình bình tĩnh từ từ ngồi xuống nói chuyện. Dung vẫn một mực không nhận trách nhiệm, lúc này Cam đã trở về nhà còn thay mặt vợ quỳ xuống xin lỗi chị gái và Wazu. Metin không thể tin em trai mình bị vợ cắm sừng nhưng vẫn đứng ra bảo vệ cô ta, bởi vì với Cam, khi mà chị lẫn bố đều không quan tâm đến anh ta, chỉ có Dung là yêu anh ta, không quan tâm là yêu thật hay chỉ yêu tiền của anh, đó với Cam đều là tình yêu. Lần này Metin và Wazu đều không kiềm chế được mà rơi nước mắt, cô đồng ý tha cho Dung nhưng yêu cầu Cam đưa cô ta tránh xa khỏi tầm mắt cô. Trước khi rời khỏi đó còn không quên nói, đừng quên, chị có yêu cậu. Wazu cũng nói yêu Cam trước khi rời đi. Cam mệt mỏi quay lại phòng mình, đau khổ vì những gì đã xảy ra nhưng giờ cũng không còn đường lui nữa rồi. Park sau khi biết tin Kết không phải chủ mưu giết mình thì vội vàng tới tìm cô, muốn nối lại tình xưa. Kết thì đã dứt khoát dù chuyện gì xảy ra cũng không muốn về bên anh ta. Wazu tìm tới chỗ gì Kết, thông báo chuyện Metin và Park Son đã mua hết số cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Nếu họ bán số cổ phiếu đó cho chủ tịch Giang, khả năng Kết và Wazu sẽ chỉ là những cổ đông nhỏ mà thôi. Kết nói ra những nghi ngờ của mình dạo gần đây, tại sao chuyện vốn chỉ có vài người biết mà Park lại nhanh chóng biết được, trừ khi trong họ có nội gián. Ngay trong đêm, Wazu đã hẹn Nương Chai ra ngoài nói chuyện. Anh chỉ hỏi đơn giản vài câu hỏi về chuyện phỏng vấn ngày hôm ấy khiến cô hơi bất ngờ nhưng hỏi xong vài câu cũng để cô về. Nawa thấy cô rời đi giữa đêm như vậy thì lo lắng, đề xuất cô nên nghỉ việc vì đằng nào chú cô đã trở thành cổ đông lớn nhất. Wazu bên này cũng đã sớm cho người điều tra thân phận thật của Nương Chai, trước khi vào làm cô cũng từng đổi họ, và đó cũng là họ của Park Son trước kia. Bây giờ thì anh đã rõ ràng tại sao Park Son luôn đi trước họ một bước, đến cả tài liệu của Kinh Sờ Ta cũng là cô lén lấy cắp về cho chú mình. Nương Chai không thể chối cãi được gì, yên lặng đứng nghe Wazu chất vấn. Anh tức giận nói, cô chính là lý do mà gia đình anh tan nát và tập đoàn JBB đi đến nông nỗi này. Từ ngày hôm nay, cô cũng không cần đến làm việc nữa. Nương Chai dọn đồ rời đi, cô đứng trước văn phòng của Wazu, nhớ lại những chuyện tội lỗi mình đã làm rồi bật khóc nức nở. Park đi tới thấy cháu mình khóc thì không khỏi lo lắng. Nương Chai sợ Wazu sẽ báo cảnh sát và cô sẽ phải dành phần đời còn lại của mình ở trong tù. Park trấn an cô, khẳng định cậu ta sẽ không dám làm gì. Ai ngờ Wazu đã xuất hiện ở phía sau, còn khẳng định mình sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này. Cam lúc này lại bị cảnh sát triệu tập lấy lời khai, Dung lo lắng vội gọi điện cho Wazu. Thì ra Park đã báo cảnh sát, đây coi như một lời cảnh cáo nếu Wazu dám đụng đến cháu gái hắn, thì anh trai anh sẽ ngồi tù mục xương. Vì chuyện này mà Wazu đã cất công tìm hai tên giang hồ Dung từng thuê, cho bọn họ một số tiền rồi nhắc nhở bọn chúng chạy trốn và đừng dính líu gì đến gia đình anh nữa. Dung nhìn chồng và em chồng vì chuyện ngu dại mình gây ra mà tốn bao công sức. Cô ta đã định rời đi nhưng Cam vẫn nhất quyết giữ vợ lại ở bên cạnh, vì yêu anh ta sẵn sàng bỏ qua tất cả cho cô. Wazu bên này điều tra thêm được việc gì Kết và Park từng là người yêu, hơn nữa 5 năm trước bọn họ còn suýt đính hôn với nhau. Thám tử nói còn những chuyện phía sau, anh nên tự mình tìm hiểu. Wazu gọi điện cho Nương Chai, nói nếu cô muốn chuộc lỗi thì hãy đến giúp anh một việc. Anh chỉ muốn cô nói cho rõ những gì cô biết về Park và Kết. Nương Chai hít sâu một hơi, kể lại chuyện chú mình và Kết từng yêu nhau như thế nào. Park cũng vì bà ấy mà vào tù ra tội, sau này, Kết lại bỏ người đã từng hy sinh tất cả vì mình để đi theo ngài đại gia. Nương nhớ mãi không quên cái ngày Kết đến nói lời chia tay, còn dẫn theo người đánh chú cô đến thừa sống thiếu chết. Wazu nghe xong chuyện, cho rằng Kết và Park hợp tác để hãm hại tập đoàn nhà mình liền vội vã muốn đi tìm hắn đối chất. Nương vội vàng giữ anh lại, bằng mọi giá cầu xin anh đừng đi gặp chú mình, cô không biết chú ấy còn có thể làm hại anh đến mức nào. Bây giờ anh mới biết chuyện ngày hôm đó anh bị đánh ở nhà xe bệnh viện là do Park làm, Kết cũng biết chuyện đó nhưng tất cả đều để im. Nữ chính lúc này mới kể cho anh nghe sự thật bên cạnh Kết còn có người do Park cài vào nữa, là thư ký Linda. Vì thế hai người cùng nhau trở lại công ty tìm Linda. Linda sợ bị tống vào tù nên đã nói ra hết tất cả, dù cô ta đã làm việc lâu năm bên bố của anh nhưng Park lại là người có ơn với gia đình cô ta. Anh trai Linda là một trong những nhân viên có mặt ở sân bay hôm máy bay của ngài Tana Bob xảy ra chuyện nên đã bị sa thải. Park cũng chính là người giúp anh ta tìm một công việc mới ở nước ngoài. Kết vừa rời khỏi khách sạn đã bị bắt đưa đến chỗ của Park Son. Metin ở bên ngoài nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Wazu và thám tử, phát hiện Kết và Park từng có quan hệ với nhau, đúng lúc này cô phát hiện mình có thai với Park. Nhưng hắn ta căn bản không thèm quan tâm mà chỉ nói cô bỏ đứa bé đi. Cô tức giận chất vấn hắn, cuối cùng lại bị đẩy ngã dưới sàn. Trong lúc tức giận, cô cướp lấy cây súng trên tay vệ sĩ gần đó, nhắm về phía Park. Cô tiến lên nắm tóc Kết, chĩa súng yêu cầu Park phải chuyển toàn bộ cổ phần cho cô. Tên này vốn rất yêu Kết nên đã đồng ý ngay lập tức. Đợi lúc Park đi lấy giấy tờ, Kết muốn nói cho Metin tỉnh táo lại nhưng cô còn tát bà ấy. Dì Kết vẫn bình tĩnh giải thích tình hình cho Metin hiểu, chỉ hy vọng cô tin bà ấy dù chỉ một lần. Park Son ra xe lấy tài liệu, nhân lúc mấy tên vệ sĩ không để ý thì cướp súng rồi quay trở lại. Nhưng hắn biết Mae không có cái gan bắn hắn, liền hất súng trên tay cô, đẩy cô sang một bên để cởi trói Kết. Metin cầm chai rượu trước mặt, đập đầu Park Son, khiến hắn tức giận muốn bóp chết cô. Park lúc này cũng thẳng thắn thừa nhận hắn đã thuê người giết bố cô. Dì Kết không thể nhìn hắn tiếp tục ra tay,
đành chấp nhận lời đề nghị của hắn, ngày mai sẽ cùng Park thực hiện lễ cưới. Wazoo và Nương Chai mất cả một ngày tìm tung tích của Park, cuối cùng cũng bắt gặp họ ở trước khách sạn của dì Kết. Đợi hắn lái xe đi, Wazoo tới gặp dì Kết. Lần này, bà ấy quyết định kể hết toàn bộ sự thật cho cậu nghe. Đúng là họ từng hẹn hò, nhưng sau đó, tình cảm của Kết thay đổi. Bà ấy quyết định sống cho chính mình nên đã quyết định lấy ngài đại gia. Mọi chuyện đi đến bước này đều là do Kết, và Kết muốn chính mình sẽ kết thúc tất cả chuyện này. Wazoo thừa nhận mình ghét Kết nhưng thực sự không thể nào ghét cô được. Park Son đưa Kết về nhà nhưng vẫn giam giữ Metin làm con tin. Hắn ta đổ hết số thuốc của cô xuống đất và dẫm nát chúng, cho người canh chừng cô, không cho rời đi. Metin chịu đựng cơn đau đầu cả một đêm đến khi thiếp đi, tỉnh lại, cô khó khăn bước ra ngoài thì bị tên vệ sĩ đẩy lại ngã trên ghế. Cô dùng lọ hoa trên bàn đập hắn bất tỉnh rồi dùng điện thoại của hắn gọi cho em trai. Wazoo nghe thấy đầu bên kia là giọng cầu cứu yếu ớt, vội vàng lái xe rời đi. Khi anh và Nương Chai tìm tới nơi thì thấy chị Me ngất xỉu trên đất. Trong cơn nóng giận, anh lao tới đấm tên vệ sĩ thừa sống thiếu chết, cũng may là có Nương Chai ngăn cản. Metin nói cho em trai biết Park Son là hung thủ thực sự giết bố họ. Anh vội vã muốn đi tìm hắn nhưng Nương Chai đã giữ tay anh lại, nói dù có chuyện gì xảy ra, cô muốn để pháp luật xử lý, không thể để anh đi sâu hơn vào sai lầm. Park lúc này đang vui vẻ chuẩn bị lễ cưới với Kết tại nhà thờ, nhìn người trong lòng mình bao lâu nay đang mặc váy cưới tiến vào lễ đường khiến hắn hạnh phúc không thôi. Wazoo xuất hiện với Nương Chai làm con tin để phá đám lễ cưới, đẩy cô về phía Park để kéo Kết về bên mình. Park cũng mang súng bên mình, thành tình cảnh hai bên chĩa súng vào nhau. Park ban đầu còn chiếm thế thượng phong, đạp ngã Du, còn định bắn anh nhưng Nương Chai đã tiến lên đẩy ngã chú mình. Wazoo vội vàng đứng dậy, chĩa súng về phía hắn. Nương Chai lại quỳ trước chú mình, cầu xin anh tha cho Park, có gì hãy để pháp luật xử lý, cô chỉ còn đúng người chú này trên đời mà thôi. Dì Kết cũng liên tục cầu xin nên anh chỉ bắn lên không trung rồi nói, hãy dành phần đời còn lại để trả giá trong tù đi. Nhưng Park vừa được đỡ dậy thì lại muốn bắn Wazoo, Nương Chai lại lần nữa đứng chắn trước anh. Đoàng một tiếng súng nổ, nhưng người ngã xuống không phải là Du mà là Park. Metin run rẩy thả khẩu súng trong tay rồi ngã xuống, Wazoo vội chạy đến bên chị mình. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, Park lấy ra chiếc nhẫn trong túi trao cho Kết. Dì Kết cũng muốn chuộc lại lỗi lầm, cầm khẩu súng của Me, lau đi dấu vân tay của cô. Cảnh sát ập vào, đưa Kết đi, ba chị em cuối cùng cũng bỏ qua hết hiểu lầm, lại yêu thương nhau như ngày xưa. Metin ra nước ngoài chữa trị di chứng sau tai nạn, Wazoo trở thành chủ tịch mới của tập đoàn dưới sự hỗ trợ của anh Cam. Nương Chai cũng từ bỏ công việc thư ký, quay lại làm hướng dẫn viên du lịch. Nawa không còn nơi nào để đi, thấy Nương Chai không còn ai chăm sóc liền ở lại cùng cô ấy làm công việc hướng dẫn viên. Thỉnh thoảng đi qua xe nước dừa, Nương Chai cũng nhớ đến kỷ niệm giữa cô và Wazoo. Sau khi ngồi lên ghế chủ tịch, anh làm việc điên cuồng với những dự án mới liên tục, nhanh chóng khôi phục lại vị thế và danh tiếng cho JBB. Khi có thời gian rảnh, anh cũng đến thăm dì Kết, kể một số chuyện về tình hình mọi người hoặc những dự án gần đây của công ty. Kết cũng khuyên nhủ Wazoo có một số chuyện qua rồi thì nên để nó qua đi. Nawa cùng Nương Chai đến thăm đứa con của cậu và Dương, nhìn đứa trẻ khỏe mạnh khiến cậu hạnh phúc. Cam cũng xuất hiện bên cạnh hai người, nói anh sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt. Vì đây là lần đầu và cũng có thể là lần cuối cậu gặp đứa bé, Nawa xin được bế được trẻ một lần. Ôm con trên tay mà nước mắt cậu không ngừng rơi. Nương Chai cũng tìm thời gian nói xin lỗi với Cam, anh cũng không phải kẻ không hiểu chuyện, Nương Chai không liên quan đến cái chết của bố anh. Dù sao kẻ cần trả giá cũng trả giá rồi, có thời gian thì cô nên suy nghĩ quay về làm thư ký cho em trai anh. Wazoo một năm đã thay đến vài thư ký mà vẫn chưa tìm được ai phù hợp, hay đúng hơn là anh nhớ Nương Chai. Vì thế, sau lời khuyên nhủ của anh trai, nam chính đã lặn lội đến tận nơi nữ chính làm việc. Duyên số đẩy đưa thế nào hai người gặp lại lần này cũng y như lần đầu tiên, nhưng lần này người bị cướp là Nương Chai, còn Wazoo kịp thời xuất hiện giúp đỡ cô. Wazoo nói anh vẫn coi cô là bạn và cũng đã không còn giận cô nữa. Nương Chai thì không nghĩ đơn giản như vậy, cô vẫn còn thấy áy náy với anh. Dì Kết quyết định sau khi ra khỏi tù sẽ sống yên bình ở đâu đó. Bà nói với cậu Du, hãy quên những chuyện đã qua và bước trên con đường đúng đắn. Những lời của dì Kết khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Một năm sau, ngày Kết được tại ngoại, Wazoo đưa bà đến thăm mẹ và cũng là thăm mộ Park Son. Nhìn người mình từng yêu rất nhiều giờ đây chỉ là một gò đất lạnh lẽo khiến cô đau lòng không thôi. Cô xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra, hy vọng dưới suối vàng anh sẽ được hạnh phúc. Nương Chai trùng hợp cũng đến đây hôm nay, Kết liền bảo Wazoo đưa mẹ mình ra xe trước, còn bà muốn nói chuyện với Nương Chai. Kết muốn xin lỗi cô vì chính bà ấy là nguyên nhân của mọi tội lỗi này. Nương Chai chỉ hỏi, cô có yêu chú Park không? Kết khẳng định mình từng yêu, yêu rất nhiều nhưng khi chúng ta lớn lên, mọi thứ đều thay đổi. Người có lỗi là Kết, Wazoo không sai, hy vọng cô không để những chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Nương Chai cứ nghĩ mãi về những lời Kết nói khi ở Nghĩa Trang, lại nhớ đến Wazoo khi anh nói cô là người bạn đầu tiên của anh ở Thái Lan. Thực ra Nương đang ghét chính bản thân mình, ghét mình vì đã nói dối, đã đẩy mọi chuyện đến nông nỗi này. Nawa ở bên cạnh không nỡ nhìn cô buồn, động viên cô hãy bước tiếp, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Trước khi rời đi, Kết về thăm nhà lần cuối, nhìn bức ảnh của ngài đại gia thật lâu, cô đã quyết định rời khỏi ngôi nhà này và cả tập đoàn JBB.
Khi không có cô ở đây, Kết muốn Waju có thể bắt đầu lại mọi thứ. Metin trước khi rời đi cũng dặn Waju, cái gì không đúng thì hãy làm lại đi, đừng để những chuyện sai lầm nối tiếp sai lầm. Công việc ở công ty vẫn bận rộn như thế, có vài lần nam chính cũng sẽ tìm đến nơi làm việc của nương trai, đợi cô có thể sẵn sàng làm bạn với anh một lần nữa. Nơi đâu anh bước đến đều có hình bóng của nương trai, một vị trí quan trọng trong tim anh đã để dành cho cô rồi. Ngày hôm sau, Waju nhận được hồ sơ xin việc của thư ký mới, đây chính là người mà anh đã chờ đợi từ lâu. Sự trở về của nữ chính cũng như lời đồng ý làm bạn với anh thêm một lần nữa và biết đâu lần này họ sẽ không dừng lại ở vị trí bạn bè. Lại thêm một câu chuyện tình yêu đẹp nữa đúng không nào? Các bạn yêu thích nhân vật nào nhất của bộ phim thì hãy để lại bình luận ở bên dưới. Đừng quên thả tim và bấm theo dõi để chúng mình có động lực ra tiếp các phần mới nhé!